Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, huyện Ngọc Hồi chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo nhà thầu đẩy mạnh thi công xây dựng công trình, kịp thời xử lý dứt điểm những tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công đã bố trí trên địa bàn huyện trong năm 2023 hơn 140 tỷ đồng. Đến hết tháng 11 năm 2023, huyện thực hiện giải ngân hơn 70 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch giao và đạt gần 70% thực nguồn. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân gần 40%, tổng kế hoạch vốn đã bố trí và đạt hơn 70% so thực nguồn. Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đạt gần 70% tổng kế hoạch vốn. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để có các giải pháp tháo gỡ. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch. Phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công đạt và vượt chỉ tiêu dự toán giao đầu năm, đạt 98,5% so với thực nguồn.